Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung sau. Thành ủy Thái Bình gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Phát triển thủy sản cần vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Tòa án nhân dân tỉnh xét xử đối tượng Nguyễn Văn Tuấn về tội danh giết người. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng nay, Thành ủy Thái Bình tổ chức gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Đình An, Bí thư Thành ủy vui mừng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị trong năm 2016. Theo đó, năm 2016, kinh tế thành phố tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất đạt trên 24.000 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Công tác chỉnh trang phát triển đô thị theo hướng xanh sạch đẹp, thành phố có rất nhiều quần thể kiến trúc, khu đô thị mới, tạo diện mạo mới và đẹp. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2017, thành phố tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khái quát tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh việc tăng trưởng toàn tỉnh vẫn tiếp tục phát triển năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc các đồng chí cán bộ hưu trí nhiều sức khỏe, tiếp tục quan tâm và đóng góp trí tuệ xây dựng thành phố và tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn đi thăm chúc Tết các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội tỉnh và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khóa 14. Đoàn đã đến thăm tặng quà bà Lê Thị Định, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 2 ở phường Lê Hồng Phong, bà Đào Thị Nhật, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 4 ở phường Kỳ Bá, thăm tặng quà ông Nguyễn Ngọc Kình, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 4, 5, 6 ở phường Trần Hưng Đạo và thăm gia đình cựu chiến binh thương binh hạng 4/4 Lại Văn Xấu, 95 tuổi ở phường Lê Hồng Phong. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình ân cần động viên thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các vị nguyên là đại biểu Quốc hội và gia đình chính sách và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Sáng nay, huyện ủy Quỳnh Phụ và huyện Kiến Sương tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự tại huyện Quỳnh Phụ. Năm qua, Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, có 26 trên 38 xã thị trấn đạt chính quyền vững mạnh. Năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp của huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu trên mọi lĩnh vực, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 đề ra. Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 tại huyện Kiến Sương. Năm 2016, Đảng bộ huyện Kiến Sương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 8,79%. Có 60 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 19 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2017, huyện Kiến Sương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,5% trở lên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Cũng trong sáng nay, các đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 tại một số địa phương. Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về kiểm tra công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2016 tại huyện Quỳnh Phụ. Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã cơ bản chuẩn bị tốt cho công tác giao quân năm 2017. Tổng số công dân đủ điều kiện nhập ngũ là 624, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Huyện đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao quân với 12 đầu mối nhận quân, tổ chức thâm nhập chốt quân số nhập ngũ với các xã thị trấn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đạt được, đồng thời chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác quản lý công dân đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc quân số gì biến động, phối hợp và tổ chức giao lưu tặng quà thanh niên trước khi lên đường, tạo không khí phấn khởi, vui vẻ cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đông Hưng thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Đến nay, qua hai đợt khám tuyển sức khỏe, huyện Đông Hưng có 515 thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 145% so với chỉ tiêu giao quân. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 của huyện Đông Hưng. Đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương anh hùng. Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thường vụ huyện ủy phụ trách cụm xã, huyện ủy phụ trách xã nắm chắc danh sách các thanh niên lên đường nhập ngũ, quản lý chặt chẽ về quân số trong những ngày Tết, làm tốt việc tổ chức thăm hỏi, động viên và chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thành công lễ giao quân. Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã về kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại huyện Vũ Thư. Đồng chí đánh giá cao công tác tuyển chọn chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2017 của huyện Vũ Thư, đồng thời đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn nắm chắc diễn biến tư tưởng số thanh niên đã thâm nhập, chốt quân số, các ban ngành đoàn thể xuống các gia đình có thanh niên trúng tuyển thăm hỏi động viên, phân công trách nhiệm cho cán bộ phụ trách, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới quần chúng nhân dân nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của công dân trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Các nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Phát triển thủy sản cần vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử đối tượng Nguyễn Văn Tuấn về tội danh giết người. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, hôm nay các đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm hỏi tặng quà tại một số địa phương. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng đi thăm và tặng quà cụ Nguyễn Thị Hợi là mẹ liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xã Nguyên Xá, gia đình cháu Nguyễn Thị Hiền là người khuyết tật tại xã Phong Châu, huyện Đông Hưng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự trân trọng đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, chia sẻ những khó khăn của gia đình cháu Nguyễn Thị Hiền khi cả gia đình đều là người khuyết tật. Chúc các gia đình sức khỏe dồi dào, đón Tết vui tươi đầm ấm. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Hồng Minh, tặng quà và chúc Tết các đối tượng chính sách tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà. Tại lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Dừa thôn Đồng Lâm và mẹ Phạm Thị Sử thôn Phú Nha xã Hồng Minh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự ghi công của Đảng và Nhà nước đối với các mẹ Việt Nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách tại xã Minh Khai, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình. Sáng nay, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình và lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ nghèo, người có công ở xã Quang Hưng, huyện Kiến Dương.
Đây là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, chăm lo cho những đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của công ty cổ phần xây lắp Tiến Thịnh. Từ những phần quà nhỏ này, hy vọng sẽ góp phần giúp các gia đình đón Tết đầm ấm hơn. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ cho Tết trồng cây đầu xuân, chiều qua đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại huyện Thái Thụy. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm nay Tết trồng cây đầu xuân của tỉnh sẽ diễn ra tại bãi bồi ven biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy với số lượng là 3.000 cây. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp và huyện Thái Thụy cần lựa chọn cây giống bảo đảm về chất lượng, số lượng, xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây vùng ngập mặn ven biển cho những người tham dự. Ngành nông nghiệp và huyện Thái Thụy phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỳ đài, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí khánh tiết, tổ chức Tết trồng cây diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Dự kiến buổi lễ trồng cây đầu xuân sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 2 năm 2017, tức ngày 9 Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Thái Bình Petrolimex Thái Bình hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Petrolimex Thái Bình cung ứng ra thị trường gần 72.000 mét khối xăng dầu, tăng 11% so với năm trước, chiếm 43% thị phần toàn tỉnh. Tổng doanh thu bán hàng đạt hơn 716 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 168 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho 155 lao động với mức thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo. Năm nay doanh nghiệp tiếp tục làm tốt công tác tiếp thị, bám sát tình hình thị trường, tìm hiểu khách hàng để có chính sách bán hàng hợp lý nhằm gia tăng sản lượng bán hàng, ổn định thị trường, hoàn thiện quản lý bán hàng theo dự án SAP, nâng cao năng lực quản lý, làm tốt công tác tổ chức cán bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn quy trình, nâng cao năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chăm lo tốt đời sống người lao động, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phấn đấu tổng doanh thu bán hàng tăng 10% so với năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống sông biển rất thuận lợi để phát triển ngành thủy sản và có thể nói là nhiều năm gần đây thì nuôi trồng thủy sản liên tiếp giành được thắng lợi. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản của tỉnh vẫn còn phát triển manh mún, thiếu vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Sau đây, biên tập viên Mai Liên sẽ trình bày vấn đề này. Xin mời biên tập viên Mai Liên. Vâng, đúng như chị Minh Trang vừa đề cập, đối với việc phát triển chế biến thủy sản ở Thái Bình thì không thể thiếu vai trò chủ đạo của doanh nghiệp. Tôi xin đưa ra những số liệu so sánh sau đây. Nuôi trồng thủy sản là một trong những thế mạnh phát triển của tỉnh trên cả ba lĩnh vực nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Hình thức nuôi, đối tượng nuôi đa dạng. Hàng năm lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh cung cấp trên 100.000 tấn thủy sản cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2010, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh Thái Bình đạt 7,8 triệu đô la Mỹ. Năm 2011, 12,5 triệu đô la Mỹ. Năm 2012, 13,3 triệu đô la Mỹ. Năm 2013, 15,4 triệu đô la Mỹ. Năm 2014, 11 triệu đô la Mỹ và năm 2015, 10 triệu đô la Mỹ. Vâng, thưa chị Mai Liên, những con số so sánh vừa rồi đã cho thấy rằng là giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đã có sự lên xuống không đồng đều. Vậy tôi rất là băn khoăn với lý do thực sự của vấn đề này ạ. Vâng, những băn khoăn của chị Minh Trang hoàn toàn có cơ sở. Sản lượng khai thác thủy hải sản của tỉnh khá cao. Năm 2015 là gần 183.000 tấn. Tuy nhiên trên thực tế thì nguồn nguyên liệu khai thác cung cấp cho chế biến thủy sản của tỉnh Thái Bình chỉ chiếm khoảng 20-30%. Cùng với đó là những khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và chế biến thủy sản gặp phải khi xuất khẩu. Chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nghêu Thái Bình thuộc cụm công nghiệp Cửa Lân, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải là đơn vị đầu tiên của tỉnh Thái Bình xuất khẩu ngao sang thị trường châu Âu, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ngay tại địa phương. Năm 2013, công ty này xuất trên 1.000 tấn và năm 2016 là trên 4.000 tấn ngao. Tuy nhiên, với hệ thống dây chuyền chế biến hiện đại, công suất 20 tấn mỗi ngày, nhưng hiện công ty không dám sản xuất hết công suất bởi rất nhiều lý do. Đầu tư trong lĩnh vực thủy sản ở miền Bắc thì đang rất khó khăn về cái nguồn nguyên liệu. Cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn Nghêu Thái Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Thụy Hải, cụm công nghiệp Thụy Tân, xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, chuyên chế biến bột cá có quy mô lớn của tỉnh với công suất chế biến trên 400 tấn nguyên liệu cá tươi trên một ngày đêm. Hoạt động chưa hết công suất do lượng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy không đủ.
sản phẩm chế biến được bán cho các cơ sở sản xuất thức ăn chỉ khoảng 40%, còn lại được xuất qua Trung Quốc. Khuyến khích bà con tăng thêm cái ngư cụ, lưới chài và để mà tăng thêm cái đánh bắt nguồn xa bờ. Nên là nói chung là cũng chỉ mong là làm sao là có một cái vốn là ưu đãi để thúc đẩy cho bà con, hỗ trợ cho bà con ngư dân để mà mình mua được cái sản lượng cho bà con. Năm 2015, sản lượng khai thác thủy sản của huyện Thái Thụy chiếm tới trên 60% tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Thái Bình. Thế nhưng một công ty lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Rick Bounty Việt Nam có trụ sở tại khu cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy, chuyên xuất khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản lại đang đi nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ nước khác. Chất lượng phẩm cấp nguyên liệu thủy sản trong tỉnh phục vụ chế biến thủy sản đang còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nguồn nguyên liệu dùng trong chế biến xuất khẩu chỉ chiếm từ 2 đến 5%. Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Thái Bình có 124 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp. Tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để thúc đẩy xuất khẩu, nhất là trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tỉnh Thái Bình thì đã có những cơ chế chính sách như thế nào để thu hút các doanh nghiệp tham gia vào? Sau đây là ý kiến của Sở Công Thương Thái Bình. Thưa ông ạ, có thể nói rằng là các hàng xuất khẩu thủy sản của Thái Bình khá là đa dạng. Tuy nhiên thì hiện nay thì các doanh nghiệp tham gia vào các mặt hàng xuất khẩu thủy sản này lại khá là thiếu và yếu. Vậy thì giải pháp nào cho vấn đề này thưa ông ạ? Là tỉnh cũng đang có cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Và đặc biệt là tới đây thì tỉnh sẽ có cái hội nghị để xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, và chắc là tổ chức vào sau Tết để kêu gọi các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thì đã đầu tư lĩnh vực đây thì ta sẽ khép kín cả từ cái việc mà nuôi trồng đến chế biến đến xuất khẩu. Thì tỉnh bây giờ đang quy hoạch các cái khu công nghiệp và khu ven biển để tập trung cho cái việc là thu hút vào lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm có cái công nghệ cao là vấn đề quan trọng. Trong các mặt hàng xuất khẩu hiện nay thì thủy sản đang chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau ngành dệt may. Vậy thì cái giải pháp tiếp theo như nào để chúng ta tiếp tục thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu thủy sản trong những thời gian tiếp theo ạ? Nếu mà chúng ta tận dụng được cái thời cơ hiện nay thì thứ nhất là chúng ta phải đổi mới cái quy trình sản xuất. Thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái đầu tư vào các cái công nghệ thiết bị tiên tiến trong cái việc chế biến, làm sao để nâng cao được cái chất lượng đó, từ đó xây dựng cái thương hiệu thì cái thủy sản chúng ta xuất khẩu được, thì chúng ta tránh cái tình trạng chúng ta chỉ thô như bây giờ. Vâng ạ, xin cảm ơn ông để có trao đổi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, ngành thủy sản đang chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau ngành dệt may. Với những chính sách mà tỉnh Thái Bình đang triển khai, chúng ta tin tưởng rằng các doanh nghiệp thủy sản khi được hỗ trợ sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp vào thành tựu chung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, tạo việc làm và cải thiện đời sống của người dân. Đến đây thì tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2016, Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, đến nhà chị Bùi Thị Huế sinh năm 1978, trú tại tổ 35, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để đòi nợ. Tại đây, Nguyễn Văn Tuấn đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Huế và bà Nguyễn Thị Tỉnh, sinh năm 1952, mẹ đẻ của chị Huế. Hậu quả đã làm chị Huế và bà Tỉnh chết tại chỗ. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn hình phạt cao nhất, tử hình, đồng thời yêu cầu Nguyễn Văn Tuấn bồi thường tổn thất về tinh thần và vật chất cho người nhà các nạn nhân. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.